Rồi, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Đinh Hoàng Nhân. Đó thì cái thông tin nóng hôm nay là liên quan đến giải mã của chú anh chị để cái thông tin này nó lan truyền. Qua đó thì có một cái người con của chị Hằng lên trên mạng cộng đồng, lên trên mạng xã hội tố cáo mẹ của mình và ngăn mẹ của mình để cản mẹ của mình kiện đối với một số người được cho là xúc phạm với chị Hằng. Thì đây là cái nội dung mà chúng ta cần phân tích. Như vậy thì con của chị Hằng có phải là đúng hay không, hay là bên nhóm bên kia tự động bịa đặt rồi đưa lên vu khống rồi lồng lên à, thì cụ thể như thế nào thì từng bước tôi sẽ phân tích kỹ về cái nội dung này à, qua đó thì có rất là nhiều cô chú anh chị đặt ra cái câu hỏi rằng là Đinh Hoàng Nhân tại sao lại không đưa cái bà Diệp Tân ra để lấy 500 triệu của Sơn Nguyễn Phương Hằng à, thì qua cái clip này tôi sẽ làm rõ hết với tất cả các cái nội dung liên quan. Ok mọi người, thì trước khi vào phân tích, cô chú anh chị nhớ bấm cho em xin một like và một đăng ký kênh nha cô chú anh chị, để tránh những cái trường hợp là nó vô nó đánh phá. Ok mọi người, thì không mất thời gian của chú anh chị nữa. Thì rất là nhiều thông tin, cũng kể cả là kênh nhạc chế Nhất Phương, nhạc chế Trung Nguyễn, rồi những cái kênh mà đang chống phá Đại Nam. Nói thật mọi người, đặt cái tin vậy mà cũng có người vô khen, nói là trời ơi, hay quá, hay quá, hay quá. Đúng là tôi nói thật mọi người, khán giả chỉ đi vào hệ thống đám đông, không bao giờ có một cái nhận thức nào cụ thể. Hai cái kênh cũng giống như cái kênh nhạc chế Nhất Phương, nhạc chế Trung Nguyễn, lấy toàn là những cái thông tin lụm lặt. Ở đây tôi cho mọi người nghe về vấn đề là con của chị Hằng là ai nha. Bốn cô ấm cô chiêu của bà Phương Hằng sinh ra đã vượt vạch đích nhưng cực kín tiếng, riêng con út đã được trao Đây là cho báo chủ dân tịch trí này từ cô khi chú anh 4 chị. tuổi. Dù ở thời điểm nào thì đứng giữa tâm drama trên mạng xã hội chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, bởi lẽ ngoài bản thân nhân vật chính thì những người thân thiết xung quanh cũng nhanh chóng lọt vào tầm chú ý của netizen. Bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng Lò Vôi và các con cũng không ngoại lệ. Bà Phương Hằng đã trải qua 3 lần kết hôn và có 4 người con: Quang Tiến, Tin, My và Hằng Hữu. Trước khi nữ đại gia khuấy đảo cộng đồng mạng, bốn đứa con của bà khá kín tiếng. Đó, báo chí người ta tìm hiểu tới nơi. Tôi nói thật mọi người, đây là cái tâm điểm mà là chị Hằng cũng là tâm điểm. Nếu như mà chị Hằng có người con rơi con rớt mà bỏ bên ngoài, tôi hỏi mọi người từ trước giờ liệu là báo chí chính thống hay kể cả là một số người cũng giống như địch ta, có thể nào mà bỏ yên hay không? Như vậy thì cái người mà tự xưng là con này là ai? Lẽ ra cô chú anh chị phải nhìn nhận được cái góc độ nào rồi bắt đầu đánh giá. Thật sự đấu không lại, bắt đầu là đem những cái bằng chứng vô cơ sở, vô căn cứ lên phân tích. Tôi hỏi mọi người các kênh YouTube như vậy thì để làm cái gì? Cuối cùng là đánh phá mà không biết mục đích. Mà các cô chú anh chị đi ủng hộ những cái kênh như vậy thì chứng tỏ rằng cô chú anh chị cũng không hiểu biết gì. Nói thẳng là như vậy. Nhạc chế Nhất Phương, nhạc chế Trung Nguyễn, cho mọi người coi các kênh YouTube đặt lên đó. Đây, mọi người coi cái tiêu đề này. Trời ơi, trời, tôi lại luôn á trời. Đây, cho mọi người coi cái tiêu đề. Đây, nha. Đó, những cái tiêu đề tôi đọc nè. Chúc mừng tự nhận là con của chị hai đứng ra giải cứu kênh YouTube Hoàng Sáu. Rồi tới nhạc chế Trung Nguyễn, con ruột của chị hai tố cáo mẹ của mình. Đó là những cái thông tin giật tít, tôi nói thật mọi người không thể nào mà tưởng tượng nổi. Vậy thì có người vô hay quá trời ơi, hay quá. Tôi không biết mấy người đó là cái đầu óc cái gì vậy cỡ tầm cỡ chị Hằng mà bỏ vô đó nói là con rơi con gớt của chị Hằng mà lên nói như vậy, vậy mà cũng tin. Nên là tôi chốt lại cái thông tin là con của chị Hằng lên tố cáo chị Hằng giải cứu Hoàng Sáu và con của chị Hằng lên tố cáo mẹ mình, đó là những cái thông tin bịa đặt, những cái thông tin không có thật cô chú chị, để cho cô chú chị an tâm đó. Cụ thể như thế nào thì trưa nay 12:30 em sẽ lên một clip rồi cô chú anh chị bàn luận trong đó. Đó là cái nội dung thứ nhất. Cái nội dung thứ hai là cái đoạn ghi âm của bà Vịt Tân đó, và tôi đã cung cấp cách đây khoảng 7 ngày trước. Rồi cô chú anh chị lại nói rằng là tại sao không đưa cái thông tin này cho chị Hằng để lấy 50 triệu, 500 triệu. Tôi nói thật mọi người, mọi người còn nhớ tôi lên cách đây 4 ngày trước để làm gì? Tôi đã trình báo sự việc rất là rõ, kể lại cho chị Hằng thì chị Hằng mới biết cái đó. Đó. Rồi chị Hằng mới lên nói. Còn bà đó thì bây giờ đang bị cơ quan chức năng bắt rồi thì sao cô chú chị tìm được? Và chuẩn bị mở rộng tiếp đây chứ không phải đơn giản lắm. Theo như tôi biết là như vậy. Nên là cô chú anh chị đừng có mơ hồ ảo tưởng nữa.
Chị Hằng trước khi nói cái gì là chị đã nắm hết tất cả các thông tin đó. Rất là nhiều người đặt ra câu hỏi rằng ủa sao Đinh Hoàng Nhân có cái đoạn ghi âm đó, mà tại sao không đưa ra để lấy 500 triệu của chị Hằng? Đã tôi báo tình hình này lại hết rồi thì chị mới nói. Tôi nói rằng là cô cũng đã, chị cũng đã bị bắt mấy ngày trước, bị cơ quan chức năng giữ gì đó, theo như tôi biết là như vậy. Thì tôi lên tôi nói như vậy, rồi chị Hằng mới lên chị nói như vậy. Như vậy thì tôi lấy 500 triệu từ đâu? Nên đó là một số vấn đề mà tôi không hiểu mấy cái người này. Ví dụ như bây giờ tôi hay chị Hằng có cái khả năng nào mà vu khống bịa đặt cái câu chuyện động trời như vậy không? Ai dám bịa đặt vu khống cái câu chuyện như vậy? Mà tôi không biết là mấy cô chú anh chị tin là tin cái gì luôn. Một cái câu vịt tân đó kéo khán giả xuống đường nhằm lật đổ chính quyền, ai dám đặt chuyện cái câu này? Cô chú anh chị tôi mời mấy lương mấy bọng đó, ai dám đặt chuyện câu chuyện này hả? Rồi Đinh Hoàng Nhân đưa cái đoạn ghi âm lên nói bà này là bà đời, nói chuyện rõ ràng ở trong đó bà thừa nhận hết. Đinh Hoàng Nhân có dám như vậy không hả? Có dám đặt điều ra mà nói cái đoạn ghi âm này là của bà đời, bà thừa nhận những cái lời đó, có phải là tiếp tay không? Có phải là tiếp tay không? Nên là tôi nói thật của chú anh chị, đối với những cái vấn đề tôi nói thật, mấy con lương này tôi không hiểu như thế nào đặt ra những cái câu chuyện quá phi lý, quá vô nghĩa. Đó thì tôi nói thật của chú anh chị, đó là những cái vấn đề liên quan hôm nay. Rồi còn lại là một số kênh nữa tiếp tục đưa những cái thông tin cũ đó, đưa lên. Tôi đã nói rồi, đối với một vị chân tu hôm nay lại tiếp tục kéo đông người, gây mất an ninh trật tự, mà tình trạng này kéo dài, mục đích gì đấy? Đó, hôm nay là ngày 5 nè, đó, mà bây giờ tình trạng lại là tụ tập đông người, lại là gây mất an ninh trật tự, ngày nào cũng vậy. Rất là nhiều người đặt ra câu hỏi rằng là gia đình thầy Thích Minh Tuệ hay là kể cả những người nào đó tố giác chị Hằng có sao không? Tôi nói mọi người, tất cả những mối họa của đất nước, tất cả những mối liên hệ là gây mất trật tự an ninh chính trị xã hội, cơ quan chức năng đều diệt nhưng mà không biết diệt cách nào. Đó, liên quan đến vấn đề tín ngưỡng tôn giáo đó, dư luận sẽ để dư luận triệt. Nếu như mà tình hình bất ổn thì lập tức bên nước ngoài nó sẽ xỉ xói, nó sẽ nói rằng là cơ quan chức năng đàn áp đối với một số người. Và hồi hôm tôi cho mọi người coi một cái clip vậy đó, tôi cho mọi người coi một cái clip rất là quan trọng đó. Đúng không? Cái clip thì cô chú anh chị ai cũng thấy rồi. Qua cái clip này thì tôi xin bắt lại cái là tôi kết thúc cái live để trưa nay 12:30 đó, tôi sẽ lên một cái clip đó để cô chú anh chị giao lưu trực tiếp về hai cái nội dung này nha. Cô chú anh chị nghe. Quốc hội của tù nhân chính trị tại miền Nam California. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến đây để cùng nhau tham dự lễ cầu an cho thầy Thích Tuệ Minh. Ngài là một vị chân tu chính thống, là thể hiện một chánh pháp chân thật của đức tin Phật giáo. Nhưng chỉ một thân một mình với một tín lý chân thật đó mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đã xem đó là một sự đe dọa cho nền đạo pháp mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó. Mọi người thấy nó triệt phá, nó đánh phá đủ thứ hết đó, nên là mọi người thấy rõ đó. Nếu như tình hình mất an ninh trật tự như vậy, một vị chân tu đó rõ ràng là đang gây mất an ninh trật tự đất nước, thậm chí để cho người nước ngoài tấn công vào, lẽ ra phải chấm dứt lại nếu như là người đã từng đi bộ đội đó. Thì tôi nói rõ như vậy.
Đó thì trưa nay 12:30 cô chú anh chị đón xem nha. Ok mọi người, em chào mọi người và hẹn gặp lại.